Thì song song trong quá trình mà mình làm cái chuyện đó, đương nhiên không thể ngày một ngày hai, không phải là hôm qua nó biến ăn rồi hôm nay làm theo những gì tôi nói cái qua nó ăn liền được, chắc chắn là không có. Có thể nó mất cả tuần, thậm chí cả tháng hoặc là nhiều tháng. Thì trong quá trình đó thì thôi, chúng ta có một cách. Thứ nhất, nên bổ sung những cái thức ăn gì đó giàu dưỡng chất. Nó ăn một nhưng mà nó được một rưỡi, được hai. Và thứ hai quan trọng hơn là chúng ta nên dùng cái gì đó để tăng cường sự hấp thu. Thực ra không phải mình ăn vô 10 là mình hấp thu được hết 10, mà chúng ta ăn 10, có người hấp thu được 7-8, có người hấp thu được 4-5, thậm chí có những em hấp thu có 2-3. Như vậy chúng ta phải có những cái gì đó để hỗ trợ giúp cho mình hấp thu nhiều hơn. Thì hiện giờ đang có một cái xu hướng rất là tự nhiên và khá là hiệu quả, đó là bổ sung những cái men vi sinh. Và những cái men vi sinh đó vô, nó làm cho đường ruột của chúng ta cân bằng trở lại, giống như là một cái xã hội nó tươi tắn lên và mọi công việc nó trong xã hội nó chạy rất là tốt. Trong đó có cái chuyện là sức đề kháng và cái hấp thu của cái đường ruột thì giúp em bé nó hấp thu được nhiều hơn. Men vi sinh, một trong những cái giải pháp của những cái bà mẹ bỉm sữa cũng như là những ông bố trẻ nghe cũng rất là quen, nhưng bác sĩ có thể nói cụ thể hơn men vi sinh nó liên quan gì đến cái sự hấp thu và cái hệ tiêu hóa của trẻ? Dạ. Cái men vi sinh là chẳng qua nó là những con vi khuẩn thôi, nó còn sống rồi mình mới uống nó vào hay là mình ăn nó vào. Thì khi vào trong cơ thể á, nếu mà nó may mắn nó qua được cái dạ dày của mình, bởi vì cái dạ dày nó là cả một cái hồ axit, nó rất là chua, phần lớn những cái con vi khuẩn nó sẽ bị tiêu diệt ở đó. Nhưng có những cái con nó qua được cái đó, nó xuống dưới bắt đầu nó sẽ trụ lại, có thể là 1 tuần lễ, 2 tuần lễ, bắt đầu nó giống như là nó kích hoạt những cái hệ, toàn bộ hệ thống của đường tiêu hóa của mình. Thứ nhất, nó giúp cho cái sức đề kháng của mình, đường ruột á, nó khỏe mạnh hơn. Mình ít có bị những cái chuyện như là tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, đầy bụng khó tiêu. Thứ hai, nó giúp tăng cường hấp thu những cái chất, đặc biệt là những cái chất axit béo. Thường những cái chất béo nó cho mình năng lượng, cho nên những cái con vi sinh đó nó sẽ tạo ra được nhiều axit béo, hấp thu vào trong ruột, làm cho đứa bé nó trở nên năng động hơn, nó hoạt bát hơn, nhiều năng lượng hơn. Và thứ ba, nó giúp cho cái hệ thống men của đường ruột mình hoạt động được hiệu quả. Và đó là cái nguyên nhân mà giúp cho mình sẽ tiêu hóa được rất là nhiều, tức là hấp thu được rất là nhiều những cái chất bổ trong thức ăn của mình. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nếu như trẻ biến ăn sau một cái thời gian dài rối loạn tiêu hóa đó, thì có thể dùng men vi sinh được hay không? Dạ vâng, chắc chắn là có thể dùng được và nên dùng. Bởi vì sau một thời gian dài bị rối loạn tiêu hóa thì đường ruột của chúng ta bắt đầu nó cũng sẽ bị yếu đi. Và bình thường đó, trong ruột của chúng ta cũng có những cái con vi khuẩn có lợi. Nhưng nếu mà thời gian dài mình bị rối loạn tiêu hóa thì những con vi khuẩn có lợi đó nó cũng sẽ suy giảm. Và coi chừng những con vi khuẩn mà có hại á, nó nằm chờ ở đó, nó sẽ bùng lên và nó sẽ gây bệnh. Cho nên chúng ta phải cung cấp thêm những cái con vi khuẩn có lợi khác. Nó tạo một cái sinh khí mới, nó tạo cho một cái hình hài mới của cái đường ruột của chúng ta. Thì men vi sinh sẽ làm cái chuyện đó. Cho nên thật lòng theo lời khuyên của chúng tôi, sau một cái đợt chúng ta bị tiêu chảy hoặc là bị nhiễm trùng đường ruột hoặc là rối loạn tiêu hóa, nếu là càng kéo dài thì lại càng nên bổ sung những cái men vi sinh. Vậy thì tiêu chuẩn nào để chọn men vi sinh tốt cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh? Men vi sinh đó, như từ nãy tôi có nhắc qua là, thứ nhất, nó vô trong cơ thể mình, nó phải thoát qua được cái dạ dày. Bởi vì phần lớn những cái vi khuẩn chúng ta ăn vào tới gặp dạ dày thì nó gặp cái axit chua, nó sẽ bị tiêu diệt đi. Như vậy chúng ta lựa chọn những cái loại men vi sinh nào mà người ta có những cái kỹ thuật để đảm bảo rằng cái con vi khuẩn đó nó qua được dạ dày, nó còn sống xuống dưới, bắt đầu nó sinh sôi nảy nở ở dưới. Vậy chúng ta làm sao để tối ưu hóa cái hiệu quả của men vi sinh khi mà chúng ta sử dụng? Đó, thì như vậy chúng ta phải cần có những cái công nghệ tốt để có thể là chúng ta bảo vệ cái con vi sinh đó. Thì một trong những cái công nghệ đó là cái công nghệ hiện giờ nó khá là tiên tiến, có tên là Lab 2 Pro. Số 2 đó thể hiện cho hai cái vòng bao cho con, bảo vệ con vi sinh đó. Một cái vòng đầu tiên giúp cho nó ổn định trong rất nhiều cái môi trường khác nhau, và cái vòng thứ hai giúp cho nó thoát qua được cái dạ dày, đi xuống dưới và còn sống nguyên vẹn. Ví dụ như hiện tại trên thị trường có một cái dạng men vi sinh có tên là Golden Lab. Nó có một cái kỹ thuật rất là tiên tiến, gọi là kỹ thuật Lab 2 Pro, Lab 2 Pro. Tức là như vậy, cái con vi sinh hay là con vi khuẩn sống đó, nó được bao bọc bởi hai cái lớp vỏ. Người ta dùng những kỹ thuật, người ta bọc nó lại. Lớp vỏ đầu tiên để giúp cho chúng ta trong cái quá trình bảo quản. Tức là cho dù nhiệt độ nóng lạnh như thế nào, cho dù độ ẩm khô ướt ra sao, cho dù cái áp suất nặng nhẹ thế nào,
thì cái con vi sinh đó vẫn được bao bọc bên trong cái lớp vỏ đó và nó vẫn còn sống tốt. Khi chúng ta uống cái đó vào, khi tới dạ dày thì nó sẽ mở, nó tan cái lớp vỏ nó ra. Con vi sinh vẫn còn một lớp khác bao bọc che chở và đi xuống tiếp bên dưới. Và khi nó đi qua dạ dày, nó qua mật đồ này nọ xuống dưới, bắt đầu nó thực sự nó mới rã cái lớp vỏ thứ hai. Và từ đó nó còn nguyên vẹn một cái con vi sinh còn sống. Và từ đó nó bắt đầu nó thực hiện những cái chức năng của nó trong cái đường ruột của chúng ta. Tuy nhiên có một số cái tiêu chí khác, ngoài cái chuyện mà bảo vệ giúp cho cái con vi sinh nó được sống, cái tiêu chí thứ hai cũng khá là quan trọng là nó phải xuất phát từ những cái nguồn rất là tự nhiên. Hiện giờ rõ ràng anh Nguyên Linh thấy chúng ta rất là quan tâm tới những cái nguồn gốc của những cái thức ăn hoặc là những cái sản phẩm chúng ta ăn vào. Như vậy những cái gì mà xuất phát khá là thiên nhiên, khá là tự nhiên thì sẽ nó tốt và nó an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Thì ví dụ như cái men vi sinh mà Golden Lab tôi có nhắc tới đó, thì nó xuất phát từ cái kim chi của Hàn Quốc. Thì đây là một cái sản phẩm lên men cũng khá là tự nhiên. Và rõ ràng hàng ngày chúng ta ăn kim chi rất là nhiều. Thì bây giờ những cái sản phẩm men lấy từ kim chi cũng rất là tự nhiên để chúng ta có thể là sử dụng. Và từ đó người ta ứng dụng cái đó để làm nên cái men vi sinh Golden Lab. Bác sĩ có thể chia sẻ cái điểm tối ưu nhất của Lab Hydro này là gì? Dạ vâng. Thì thực ra Lab Hydro là một cái giống như là thế hệ sau của một cái công nghệ trước đây có tên là Duolac. Duolac là một công nghệ trước đây, nhưng mà sau đó người ta cảm thấy rằng cần có những cái cải tiến để giúp cho bảo vệ cái con vi sinh tốt hơn. Thì có tên đó là một cái công nghệ Lab Hydro. Đó là những cái giúp cho những cái màng bao polysaccharide đồ này nọ, nó bao cái con vi sinh lại một cách hai lớp, giúp cho bảo vệ vi sinh được tốt hơn so với những cái công nghệ trước. Và hiện giờ thì không phải những cái dạng mà men vi sinh nào trên thị trường cũng có được cái màng bảo vệ. Rất nhiều và thậm chí có thể nói là đa số những cái men vi sinh trên thị trường là để cái con vi sinh nó trơ trọi như vậy đó. Ha. Rồi uống vô, ví dụ như mình uống 10 phần thì nó chết bớt khoảng 3-4 phần, thì nó còn lại một số đi xuống dưới. Còn với cái công nghệ Lab Hydro, nó có thể bảo vệ được gần như là trọn vẹn các con vi sinh mình uống vào.